Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chuyên mục unbox quần áo không hồi kết. Đầu tiên là mình mua một em baby doll siêu điệu luôn. Em này thì có 4 tầng voan ở ngoài. Bên trong thì có một lớp lót nhưng mà mặc không hề bị nóng nha mọi người. Chỉ có phần tay là mình mặc lên thấy hơi bị ngứa một xíu. Nhưng mà mặc lên thấy vẫn siêu xinh nha. Trông cứ như là búp bê mà khách tuổi cực kỳ luôn. Em thứ hai là mình mua là một cái quần công sở. Quần kiểu dáng suông màu be này thì rất là dễ mặc nha. Phần túi mình thấy khá là sâu đựng vừa điện thoại. Em này mình mua giá rẻ nên là cũng có một chút chỉ thừa. Ui điều là mình bất ngờ nhất đấy là mình mặc lên vừa in luôn ấy mọi người. Mình khá là thích chỗ chết eo này vì mặc lên khá là tôn dáng. Mà em quần này là form rộng nữa nên là có thể che khuyết điểm phần bắp chân và đùi rất là ok la luôn. Quần này thì mọi người có thể mặc với sơ mi hoặc vest, khá là dễ phối đồ nha. Cuối cùng thì mình chọn một em sơ mi màu xanh. Em này thì form cũng rất là bình thường thôi. Chất vải của em này thì khá là mỏng, cũng hơi nhiều chỉ thừa một xíu nhưng mà bù lại thì màu rất là xinh nha. Kiểu lạ lạ mà không hề bị kén da đâu. Da trắng hay không cũng đều mặc được luôn ý. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox hai cái túi siêu xinh luôn. Sốp còn tặng kèm cả một cái giũ móng tay nữa này. Em đầu tiên là mình chọn là một em bánh bao màu đen. Lúc đầu nhìn trên ảnh thì mình tưởng túi cũng bé thôi, hóa ra là cũng to phết đấy mọi người ạ. Còn có cả hai ngăn bí mật bé bé bên trong nữa. Mình thử đựng hai cái điện thoại và ví cũng vừa luôn. Em này thì mình thấy chất da khá là mềm. Điểm mình không thích nhất của em túi này chính là cái dây màu vàng này. Nhưng mà nó có thể tháo ra được nên là bạn nào không thích giống mình thì có thể tháo ra nha. Em này thì mình thấy phối với mấy bộ điệu đà siêu hợp luôn. Trông khá là xinh nha, mỗi tội dây hơi dài một xíu. Mình mở em túi thứ hai này ra còn thấy shop tặng cả gương nữa này mọi người. Em này thì thực ra mình đã có rồi nhưng mà chỉ khác màu thôi. Mình thích dáng này nên là mua thêm cả màu trắng nữa cho dễ phối đồ này. Túi này thì có cả dây dài để mọi người có thể đeo chéo nữa này. Em này mình mua để mặc với mấy bộ màu đen hoặc là hôm nào thích mặc màu sắc hoa lá cành thì em túi này quá là ok la luôn. Hello hello mọi người. Đợt này về ở nhà nhiều nên là mình đã mua thêm mấy bộ pyjama để mặc nè. Bộ đầu tiên là mình chọn một set gấu siêu cute luôn. Set này thì bao gồm một áo và một quần, được tặng thêm cả một cái scrunchie xinh xinh nữa. Mặc dù quần có dây để buộc nơ ấy, nhưng mà là để trang trí thôi nha mọi người. Còn mình thấy em này là quần chun nên là mặc rất là thoải mái luôn. Mặc lên thì mình thấy em này khá là mát, kiểu như là không bị pha quá nhiều ni lông. Bộ thứ hai mà mình mua thì là một em màu hồng. Em này thì form cũng giống hệt như em trước thôi, nhưng mà mình thấy cái màu hồng này có trái tim xinh xỉu luôn. Đặc biệt là mình thấy hai em này đường may khá là cẩn thận, tuy thỉnh thoảng thì có một ít chỉ thừa nhưng mà không đáng kể nha. Nói chung là với giá của em này thì mình thấy chất lượng quá là ok la luôn. Hello hello mọi người. Hôm trước thì có khá nhiều bạn hỏi về blazer của mình, thì đây là một trong số những shop mà mình hay mua blazer nha. Đầu tiên thì mình có mua một em blazer đen này, vì là mặc mùa hè nên là mình chọn blazer cộc tay, bên trong có cả túi thật luôn nha. Blazer này thì chỉ có một lớp thôi. Mình đã có một em này màu nâu rồi, lần này sắm thêm một em màu đen nữa cho basic nha. Siêu dễ phối đồ mà mặc bắt lắm ấy mọi người ạ. Em thứ hai này thì là một em blazer màu be hai lớp, mình mua để tranh thủ mặc cả mùa hè và mùa thu luôn. Em này thì mình thấy có hơi nhiều chỉ thừa hơn em màu đen kia một xíu, nhưng mà với cái giá chưa đến 200.000 như thế này thì quá là chất lượng luôn rồi ý. Mình thấy em màu be này mặc lên khá là đứng form nha. Nói chung là nếu mọi người thích blazer giá rẻ thì mình gợi ý là mọi người nên mua ở đây nha. Mình mua ở đây 2 năm rồi mà chưa bị thất vọng một lần nào luôn. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình mới mua được hai cái chân váy siêu xinh. Mỗi em chỉ tầm hơn 100.000 thôi nhưng mà khá là chất lượng nha. Em đầu tiên này nhìn khá giống váy nhưng mà thực ra chỉ là quần giả váy thôi. Đằng sau thì có một cái khóa kéo và tất cả những cái túi khuy cúc này thì đều là giả nha. Chất vải này thì mình cảm giác khá là mát mẻ, mặc lên dễ chịu nhưng mà vẫn rất là lịch sự nha. Mọi người có thể mặc cùng với sơ mi để đi làm hay đi học cũng quá là ok luôn. Vì em quần này là dáng cáp cao nên mọi người có thể mix với cả crop top cũng rất là xinh nha. Em thứ hai này thì trông khá là giống cái váy trước nhưng mà em này thì là chân váy thật chứ không phải là quần giả váy nữa nha. Mình chọn em này vì trông khá là dễ phối đồ. Mà kiểu vẫn có điểm nhấn, không bị quá đơn giản ý. Váy không bị quá ngắn hay quá dài, nhưng mà bên trong vẫn có sẵn quần nên mọi người không sợ bị lộ gì đâu nè. Mặt trước này của váy thì có thêu hình hai cái túi chứ không phải là mình mặc ngược đâu nha mọi người ơi. Mình nghĩ là chân váy kiểu basic như thế này thì bạn nào cũng nên có một em. Đề phòng cho hôm nào mà không biết mặc gì thì cứ mặc cùng với một em áo trắng, không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Hello hello mọi người. Mình đã có khá nhiều loại sơ mi trắng nhưng mà các loại sơ mi của mình thì trông nó hơi điệu một xíu, nên là lần này mình đã quyết định mua một em sơ mi trắng trông cực kỳ formal luôn. Vừa mở áo ra thì đã thấy thơm nước luôn ý mọi người ạ. Đoạn này thì mình không hiểu cái cúp này để làm gì nữa. Điểm mà mình thích nhất của em áo này chính là phần cổ tay và phần cổ áo. Mình sẽ cho mọi người xem kỹ cái đường may này nhá. Siêu đẹp luôn ý. Đặc biệt là được may rất là cứng cáp và đứng form luôn. Còn đây là lúc mà mình phát hiện ra tác dụng của cái cúp bên cạnh này mọi người ạ. Em sơ mi trắng này thì mình mua để phối với các loại blazer, vì mình siêu thích mặc blazer luôn ý. Thử phối mấy kiểu cho mọi người xem nhá. Hoặc nếu mà mọi người không thích mặc blazer thì đơn giản là mọi người có thể phối với chân váy hoặc là với quần jean cũng rất là xinh luôn. Nói chung là với kiểu áo này thì mình nghĩ là ai cũng nên có một em ở trong tủ luôn. Hello hello mọi người. Hình như là dạo này mình mua hơi nhiều giày thì phải. Thực ra là bây giờ đi ra ngoài cũng ít nhưng mà mình thích mua nhiều kiểu để dễ phối đồ ấy, nên là tiện review cho mọi người mấy đôi mà mình mới mua nhá. Đầu tiên là mình mua một em sandal màu đen cao khoảng 4,5 phân. Đi lên chân thì thấy em giày này khá là chắc chắn và cứng cáp nhưng mà phần đế khá là trơn ấy, nên lúc đi đứng sẽ phải cẩn thận một chút nha. Em sandal này thì mình đặt đúng size nên là hơi bị rộng một tí. Nếu mọi người đặt thì nhớ trừ đi một size nha. Em thứ hai mà mình mua thì trông siêu đồng bóng luôn mọi người ạ. Kiểu là nó bóng loáng ở khắp nơi, chỉ có mỗi phần đế là lì thôi. Em này thì mình cảm giác cái chất liệu ở bên trong sẽ không thấm hút mồ hôi cho lắm, nên là bạn nào muốn mua em này thì nhớ sắm đôi tất nửa bán chân nha. Được cái là em này lên chân trông trắng trẻo cực kỳ mọi người. Mình thấy kiểu giày búp bê như thế này mặc với quần bò hoặc là váy điệu điệu như thế này quá là xinh luôn.
Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox một em áo trễ vai mà mọi người hỏi mình siêu nhiều luôn. Em này thì được làm bằng chất vải tơ, ở ngoài nhìn kiểu bóng bẩy xinh lắm mọi người. Đằng trước của em này thì có một cái nơ siêu to khổng lồ. Còn phần đằng sau của áo thì được bo chun nha. Em áo này thì mọi người có thể mặc được hai kiểu, mặc trễ vai hoặc là kéo lên như thế này cũng siêu xinh luôn. Điểm trừ duy nhất của em này đó là nó hơi nóng một xíu thôi mọi người ạ. Nhưng mà để mặc đi chơi hoặc là chụp ảnh thì vẫn quá là ok luôn. Tiếp theo thì mình có đặt thêm một cái áo hoa nhí. Em này cũng là dáng trễ vai luôn nha mọi người. Mặt sau của em áo này cũng là bo chun nha. Chất vải này thì mình cảm giác mặc lên sẽ rất là mát luôn. Và điều đặc biệt là nó có thể che được khuyết điểm ở tay và ngực của mình lại ấy. Còn chưa đến 300k nữa nên là mình chấm cho em nó 10 điểm luôn. Mình thấy hoa nhí này năm nào cũng lên ngôi, không bao giờ sợ lỗi mốt luôn ấy mọi người ạ. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox một chiếc váy siêu hợp để mặc mùa hè này luôn. Mở ra còn thấy shop tặng chung một tóc nữa nè. Em này thì màu ở ngoài hơi khác với trên hình một xíu xíu, kiểu là trên ảnh sẽ là màu xanh nhạt một chút, còn ở ngoài sẽ là màu xanh kiểu denim ấy mọi người ạ. Ở trên sẽ là phần bù dây, còn ở bên cạnh sẽ có khóa kéo. Được cái là mình thấy em này không bị một vết chỉ thừa nào cả mọi phần người. Phần ngực của váy được may hai lớp, còn phần dưới thì chỉ có một lớp thôi, nhưng mà đảm bảo rất dày dặn mà vẫn mát mẻ nha. Điểm mình thích nhất ở em váy này đó là cái phần nơ ấy, siêu điệu luôn, lại còn bồng bềnh nữa, siêu xinh. Nói chung là mình thấy với giá hơn 100k như thế này là quá chất lượng luôn ấy mọi người ạ. Hello hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ unbox hai cái váy mà siêu điệu luôn ấy mọi người ạ. Em đầu tiên là một set kiểu áo yếm. Phần trên cổ sẽ có một cái dây để mọi người có thể buộc ra đằng sau. Ở ngoài là một lớp vải von mỏng, còn bên trong thì có một lớp lót màu trắng nha. Set này thì đi kèm với một cái chân váy màu đen xòe nữa. Bên trong váy thì có may quần nên là mọi người mặc cực kỳ an toàn nha. Lúc đầu thì mình không thích cái dáng váy này cho lắm, nhưng mà khi kết hợp cùng cái áo này thì mình thấy siêu hợp luôn. Mặc lên trông siêu xinh mà điệu lắm ý. Tiếp theo là một cái em váy body màu đen. Mình thích mặc váy body nhưng mà kiểu không muốn bị hở quá nên thấy em này là chân ái luôn, kiểu là vẫn cao cổng kín tường nhưng mà khoe dáng rất là ok la nha. Điểm mình thích nhất ở em váy này đấy là cái phần chiết eo ấy, kiểu dáng khá là ôm nhưng mà không bị khó chịu một chút nào. Đặc biệt là với giá chưa đến 200.000 thì mình thấy em này quá là hợp lý luôn. Hello hello mọi người, lâu lắm rồi thì mình mới unbox một cái hộp siêu to khổng lồ thì phải. Lần này thì mình đã order hai đôi giày ở trên Shopee. Shop này thì mình thấy bọc hàng siêu cẩn thận luôn ý, mình bóc mãi mà không ra. Đến nơi thì hộp cũng hơi móp một xíu nhưng mà quan trọng là giày không sao mọi người ạ. Đầu tiên là mình có đặt một đôi bốt, lúc vừa mở thì thấy mùi da của em này hơi nồng nặc một xíu. Mình thấy điểm trừ duy nhất của em này là phải tự lầm dây giày, tại vì bình thường mình tự xỏ toàn bị lệch thôi, trông nó cứ sai trái kiểu gì ấy. Bây giờ thì mình sẽ thử mix mấy outfit cho mọi người xem nhé. Em này thì cao khoảng 5 phân, đi vào trông khá là hách dáng. Mình thấy em này mặc với váy ngắn hoặc quần dài là ok nhất luôn. Tiếp theo là mình mua một em mũi tròn màu đen. Em này thì mình thấy phần quai có lồng chun nên là đi vào rất là thoải mái nha mọi người. Phần đế này thì cao khoảng 6cm, rất là thích hợp cho bác nào mà thấp thấp như tôi luôn. Đặc biệt là mình thấy em này cực kỳ dễ phối đồ nha, kiểu như là mặc với bộ nào cũng hợp luôn ý. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem hai cái váy mặc mùa hè siêu hợp luôn. Đầu tiên là mình chọn một cái váy dáng suông nhưng mà hơi xòe ở dưới. Em này thì có phần khóa kéo ở đằng sau siêu dài luôn mọi người ạ. Phần tay thì cũng không bị rộng quá nên là không sợ bị lộ gì đâu mọi người ạ. Bên hông còn có một cái túi bé bé xinh xinh nữa nè. Váy này thì được làm bằng chất liệu thô đũi, mình mặc em này lên thấy siêu thoải mái và mát mẻ luôn. Em này thì form rộng rãi thoải mái, có thể che khuyết điểm ở bụng và chân siêu tốt. Em váy luôn. Thứ hai thì là một em cộc tay màu đen. Em này thì mình mua để mặc hôm nào trời mưa ấy, trông siêu xinh mà không sợ bị bán bẩn đâu mọi người ạ. Lúc đầu đặt mua thì mình sợ em này hơi nóng nhưng mà mặc lên thì mình khá bất ngờ. Chất quan tơ này mát lắm mọi người. Nói chung là với giá tiền này thì mình nghĩ mọi người thực sự nên mua nha. Hello hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ unbox một chiếc túi mà mọi người hỏi mình siêu nhiều luôn. Đầu tiên là em túi màu be này. Mình không biết cái chất da này gọi là gì nữa nhưng mà thực sự thì nó siêu mềm ấy mọi người ạ. Phần dây túi thì có cả dây xích và dây da, bên trong thì có cả một ngăn nhỏ để đựng đồ nữa. Em này nhìn thế thôi nhưng mà đựng được ví và điện thoại rất ok la luôn. Mình thấy là túi này thì mặc với bộ gì cũng hợp mọi người ạ, trông xinh dã man ý. Nếu mà em túi be kia là chất da mềm thì em túi đen này lên form cực kỳ cứng cáp và xịn sò nha. Em túi này ngoài phần khóa kéo thì còn có cả một cái khóa vuông cài như thế này nữa, cảm giác cực kỳ chắc chắn luôn mọi người ạ. Điều đặc biệt là em này còn chưa đến 200k luôn ý. Em này thì có màu đen và trắng nhưng mà mình thì chọn màu đen. Mình sẽ để link ở trên bio cho mọi người tham khảo nha. Hello hello mọi người, mình đã có khá nhiều các loại giày rồi nhưng mà kiểu giày không có quai như thế này thì mình chưa có đôi nào. Em này thì mình thấy phần gót có hình tròn khá là xinh, bên trong còn được tặng mấy em sticker này. Em giày này thì là chất nhung có phối ngọc trai, mình thấy em này đi lên chân trông sáng da và trắng trẻo cực luôn. Lúc mình đặt mua thì mình nghĩ là sẽ đi được hai kiểu như thế này nhưng mà có vẻ là không ổn lắm nên là chỉ đi được một kiểu thôi. Em này thì mình thấy order khá là nhanh, tầm 10 ngày đã đến nơi rồi này. Mình thấy em này đi mùa hè cực kỳ hợp luôn, kiểu mát mẻ mà lúc nào đi thì chỉ cần xỏ chân vào là xong. Em này thì mọi người có thể mặc với quần hay váy cũng đều ok la luôn nha. Hello hello mọi người, đây là những chiếc áo phông mà mình đã từng mua tại một local brand ở Sài Gòn. Mình hay mua áo ở đây vì chất liệu mà cực kỳ thích luôn. Nhưng mà lần này thì mình không đặt mua áo phông nữa, mình đã mua mấy đồ trông năng động và cá tính hơn một xíu. Dù không mua trực tiếp nhưng mà cũng được shop tặng cái túi xinh trên đầu tiên là mình đặt một em váy dáng ngắn nhung tăm màu hồng. Đây là một em váy có cực kỳ nhiều túi luôn, mình đến sơ sơ qua thì cũng phải đến 6 cái túi liền. Mặc dù em này là chất nhung mà phía bên trong váy thì được may thêm một lớp lót nên là mặc mùa hè cũng không sợ bị nóng đâu nha. Ôi mọi người ơi, mặc lên trông xinh xỉu luôn ấy, dáng váy ngắn hách chân như mét 7 luôn. Tiếp theo là mình đặt thêm một em áo polo. Em này được đính một cái logo ở phần ngực khá là xinh. Em này thì tuy là dáng áo bó nhưng mà chất liệu thì co giãn nên là mùa hè mặc cũng không bị khó chịu một tí nào luôn. Em áo này thì mình nghĩ là mọi người có thể phối với cả chân váy ngắn hoặc là với quần bò cạp cao, trông rất là khỏe khoắn mà tôn dáng cực kỳ luôn.
Hello hello mọi người. Đây là lần đầu tiên mình mua túi mà được đóng gói kỹ càng như thế này luôn ý. Túi được bọc chống sốc xong rồi còn cho vào hộp nữa. Nên là đảm bảo đến tay không bị móp méo một tí nào luôn. Em túi này thì cũng chưa đến 200.000 đâu. Nhưng mà cảm giác cái chất da này cũng khá là xịn sò và dễ vệ sinh nha. Điểm mình thích nhất ở em túi này đấy là có nấc để điều chỉnh dây. Và thực sự nó siêu to khổng lồ ấy mọi người. Thậm chí là mọi người có thể đựng sổ hoặc là iPad mini cũng vừa luôn ý. Mình thấy em này mặc về mấy bộ nhẹ nhàng nữ tính ý siêu hợp luôn. Nhất là màu kem này thì cực kỳ dễ phối đồ nữa. Mọi người có thể đeo thẳng như thế này giống mình. Hoặc là có thể đeo chéo như thế này cũng bao xinh luôn.